Xin chào các bạn vẫn khỏe chứ? Chúng ta lại gặp nhau trong phần tiếp theo của chuỗi bài hướng dẫn sử dụng Lightroom Classic. Hôm nay mình và các bạn cùng tìm hiểu tính năng Effect ở trong Lightroom để các bạn tạo khung cho bức hình và các bạn có thể tạo những hạt nhiễu ở trên hình giúp ảnh của bạn trở nên đẹp hơn. Ok, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu tìm hiểu ha. Ở trong Lightroom, các bạn hãy nhấn qua Develop hoặc nhấn phím tắt ở D ha. Sau đó, chúng ta di chuyển đến phần Effect ở trong đây. Các bạn nhấn vào mũi tên tam giác ha. Ở trong đây thì các bạn sẽ thấy được tất cả những tính năng của phần Effect này. Đầu tiên, chúng ta có phím tắt mở để các bạn thấy được kết quả trước và sau khi chỉnh sửa. Phía dưới, chúng ta có tính năng tạo viền cho bức ảnh này. Các bạn có thể tạo viền tối, viền sáng hoặc tạo khung cũng được để cho người mẫu của chúng ta trở nên nổi hơn. Ở trong lựa chọn ở màu, các bạn kéo qua bên trái để tạo viền tối ha. Càng kéo qua trái thì viền tối càng nhiều hơn. Như các bạn thấy, chúng ta có thể kiểm soát phần viền tối như vậy. Với một chút thay đổi như vậy thôi, người mẫu của chúng ta đã trở nên nổi hơn ở trong khung hình rồi đúng không các bạn? Ngược lại, khi kéo qua bên phải thì phần viền tối này trở nên sáng hơn. Và khi các bạn kéo hết mức thì nó sẽ trắng 100% như vậy. Ok, các bạn thấy rất là dễ đúng không? Chúng ta có thể kiểm soát đường tròn nằm phía trong này bằng cách thay đổi phần midpoint ha. Các bạn kéo qua bên trái thì nó sẽ thu lại vào phía trong. Ngược lại, kéo qua bên phải thì nó sẽ mở rộng ra. Xuống phía dưới một chút, các bạn có thể kiểm soát được hình dạng của phần phía trong này ha. Càng kéo qua phải, nó càng tròn hơn và ngược lại thì nó sẽ trở nên vuông hơn. Các bạn thấy rất dễ đúng không? Ok, bây giờ mình sẽ cho nó tối hơn một chút để các bạn dễ thấy ha. Chúng ta kéo qua trái như vậy thì nó ngày càng vuông hơn và kéo qua phải thì nó ngày càng tròn hơn. Trong lựa chọn phía giờ, các bạn có thể kiểm soát độ chuyển từ phần tối nhất đến phần sáng nhất của đường viền mà chúng ta đã tạo ha. Ví dụ như chúng ta muốn nó chuyển nhiều hơn thì chúng ta kéo qua bên phải. Như các bạn thấy, nó sẽ chuyển từ từ và chậm hơn. Và ngược lại, chúng ta kéo qua bên trái thì nó sẽ chuyển đột ngột hơn. Ok, các bạn thấy, khi kéo qua hết cỡ thì nó sẽ chuyển rất là gắt như vậy. Nó chuyển từ màu đen sang bức ảnh của chúng ta luôn và không có những cái vùng mờ phía sau nữa. Như vậy các bạn đã thấy được cách chúng ta kiểm soát cái phần viền tối ở trong Lightroom rồi ha. Khi hiểu được tất cả các tính năng ở trên đây, các bạn có thể tạo khung viền cho bức ảnh này rất là đẹp mắt. Ví dụ như mình muốn khung viền của chúng ta đen tuyền như vậy và nó thu nhỏ lại một chút xíu thì mình làm như vậy thôi. Trông khá đẹp mắt đúng không bạn? Rất là giống với một số bức ảnh của bố mẹ mình đã chụp vào những năm 1980 đó. Mình hay thấy những cái viền tối như vậy hoặc là viền sáng ở trên bức ảnh làm cho chủ thể của chúng ta trông trở nên nổi bật hơn và khá là bắt mắt. Ở trong trường hợp này, nếu như các bạn không muốn một đường tròn bao quanh như vậy thì các bạn có thể cho nó vuông luôn cũng được. Ok, chúng ta chuyển nó thành vuông ha. Ok, như vậy các bạn đã thấy chúng ta tạo được một cái khung vuông khá là đẹp rồi. Chúng ta có thể thay đổi như vậy để cho nó dày hơn. Các bạn muốn giữ lại các chi tiết ở phía sau thì các bạn có thể kéo vùng highlight ở đây để lấy lại các chi tiết ở phía sau khung hình ha. Như các bạn thấy, chúng ta có thể lấy lại các chi tiết ở phía sau. Những chi tiết nào sáng nhất thì nó sẽ hiện lên trong bức ảnh của chúng ta khá là đẹp mắt. Trường hợp các bạn không muốn sử dụng màu đen thì các bạn chỉ việc chuyển mục ở màu ở đây qua bên tay phải thì chúng ta sẽ có một màu trắng như vậy. Rất là đẹp mắt, rất là tuyệt vời đúng không các bạn? Ok, chúng ta thay đổi ở phía trong này để có một khung viền giống như chúng ta mong muốn. Quá tuyệt vời đúng không các bạn? Chúng ta muốn nó lớn hơn, muốn nó thu nhỏ hay là muốn nó chuyển hình dạng thì các bạn chỉ việc làm như vậy thôi. Xuống phía dưới một chút, các bạn thấy tính năng Grain đấy ha. Để chúng ta tạo những hạt nhiễu ở trong bức ảnh này cho bức ảnh của chúng ta giống với những bức ảnh được chụp bằng máy phim vào những năm 1980, 1990 gì đó. Giống như là những bức ảnh mà cha mẹ mình đã chụp khi làm ảnh cưới đó, rất là đẹp. Và mình thấy rằng tính năng này sẽ giúp chúng ta tạo những hạt nhiễu giống như vậy. Ok, các bạn có thể thay đổi mục amount ở đây để bức ảnh của chúng ta có nhiều hạt nhiễu hơn. Như các bạn thấy, càng kéo qua bên phải thì bức ảnh của chúng ta càng nhiều hạt nhiễu hơn. Rất là giống những bức ảnh chúng ta chụp bằng máy phim các bạn. Ở phía dưới, các bạn có thể thay đổi được kích thước của những hạt nhiễu. Các bạn muốn nhỏ hơn, lớn hơn hay rất lớn như vậy. Thông thường thì chúng ta để khoảng
20 năm đến 30 là đẹp rồi. Ok, các bạn muốn những hạt nhiễu của chúng ta có độ tương phản như thế nào? Thì các bạn thay đổi như vậy. Ở trong trường hợp này thì màu sắc của chúng ta có vẻ quá tươi khi so sánh với những bức ảnh ngày xưa. Thì ở trong đây các bạn có thể chuyển qua các mục style ở trong đây để chọn những màu sắc giống như bức ảnh cổ ngày xưa ha. Như các bạn thấy, chúng ta có thể chọn những màu sắc ở trong đây để cho giống với những bức ảnh ngày xưa. Trường hợp các bạn không thích những màu sắc có sẵn ở trong đây thì các bạn di chuyển đến mục Color Grading ở đây. Chúng ta vào phần shadow như vậy ha. Kéo sang màu xanh, chúng ta thêm một chút màu xanh vào cái phần shadow của bức ảnh này. Ok, chúng ta xem vùng highlight có thể thêm được màu nào nào. Ok, rất là tuyệt đúng không bạn? Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu chi tiết cách tạo khung viền, tạo những hạt nhiễu ở trong Lightroom. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian tham khảo. Nếu các bạn thích thì đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ chứ nhé. Bây giờ chúng ta phải tạm biệt rồi. Bye bye.